ba cô chú anh chị các bạn. Bây giờ chị sẽ đem cái phần cá này đi bán nha. Quá trời cá nhiều luôn rồi. Giờ mình ngồi mình lựa ra chút xíu nữa đi. Lặng mà ấy, ba đem đi bán luôn. Thím ba ơi, có nhà không? Khú là biết có nhà rồi. Ra lựa tiếp mớ cá em ba ơi, quá trời cá luôn rồi nè. Cá nhà cá gì? Cá cơm. Cá cơm, cá lòng tông, tép. Giờ lụm mấy con tép này qua bên đây đi. Cá thì bị sình quá. Dạ. Nào sình mình lựa gan nữa đưa lên cho ông dự hai ông ủ. Còn cái nào tư thì mình bán. Đổ nước ra không thím ba? Đổ nước ra đi. Nó sình. Đây nè, nó. Cái này nè mới giữ nè. Này đổ lúc sáng mà đổ trễ quá nó. Dạ. Nó bị chết. Cá cơm này nó mau lắm nha thím ba. Nó mau. Mẹ không biết ở đâu nè, ba đi chắc ở ngoài đường quá, chắc ngoài lộ quá. Có điện ba không? Điện mượn Dương bắt máy. Nãy giờ thím hai, thím ba với thím năm. Súng nhau lựa tiếp mới hết nổi cái này. Giờ cũng lựa gần xong ông rồi. Sáu ông mua nè. Ông Sáu đang ngồi đợi mua cá cơm. Nhiều ông Sáu? 300g 10.000. Lấy 200g. Lấy 600g. Lấy cái gỗ nè. 20.000. 20.000 đó mà ông nói gì đó. 600g. 20.000. Vớt gã gỗ cho nó. Cơm ướt ngày hôm qua đó có bóng gì. Có tự ướt. Cơm bự bự không đó, cái cơm bự không nhưng mà nhỏ. Không có xiên. Muốn ăn cá xiên hay vậy? Nó nhỏ nó bự không mà nghe. Ô cho 100g, 200g, 300g. Rồi nói vậy vậy cái này lựa đỡ vô đây luôn nè. 300g. Ít cho ba ăn được ngày. Ừ. Mua bán 5.000 bán ngày được rồi. Cho ba ăn bữa ngọt buổi. 5.000 cho ba ăn được rồi. Thôi 100g được rồi, 100g 3.000 hả? 3.000 gử. Mua 150g đi, 5.000 trở về. Gan giọng 6 rồi hả? Chưa. Để nó căng rồi. 600g hả? Nào nửa ký ta. Đây cái nút gùi đó mày. Nó thắt lại ba đĩa nữa à. Ừ. Vô bọc đi. Vô bọc trước đi. Đó thấy nước nữa đó anh xôi nha, không có nước lựa à. Rồi, chống đít cho ông Sáu luôn. Rồi, 600g của ông Sáu, 20.000. Hết rồi. Gan đi, gan chim. Giác này đầu cổ bù xù mà cũng không dám mà giác cái đầu lên được. Để không thôi nó thối ình cái đầu luôn. Cái này tép. Ừ ha, chia hay quá ha, bà 100g mà. Này ba khía, này 100g nè, đó. Chặn bà kia lại đi. Bà kia bán nhiều hơn. Nhiều hơn, nhiều hơn. Nhiều hơn rồi. Bà này 150, 200. Nhưng cái này để gán lụm mót thêm vài con nữa được 200g rồi. Lụm cái bóng bỏ vô đi. Lụm cái bóng bỏ vô đi. Nó chiếc ngon rồi. Rồi lụm cá đi, bóng đi, nhục vô đi, thím nào. Rồi, con gỗ bạn luôn. Rồi, chổng luôn. Rồi. Với 5.000 cá cơm cho bả đây. 5.000 cá cơm. Ừ. Bên gũi này giờ thối thối. 5.000 cá cơm là 150g hả? Ừ. Ba khía. Rồi, ba khía. Ôi da, ba khía, có bóng. Nhà lấy tiền. Chú ba mua bịch bột lấy hành rồi kìa. Đó, chuẩn bị mồi rồi đó. Cá hồng tông cũng ngon. Nè cái linh nè, thấy cái linh. Cái bóng nhảy. Để chung nữa kia ra luôn. Để cục nước đá cho nó tư cá. Cá bóng. Trời cá bóng vậy mà chết chân ha. Người sao giờ? Giờ xoài nè. Đổi ra đường. Dạ 20.000 ông Sáu ơi. Để lại ăn một thôi giờ khỏi đi giờ lại đổ ăn nghèo ăn út chịu đó. Rồi 20.000 dạ đủ. Cảm ơn ông Sáu. Về bọc cá cơm không kìa. Đây bọc cá cơm đây nè ông Sáu ơi, con căng gọi nè. Ủa sách đi đâu rồi không lấy không có có thêm năm nhiều 200g tép với 5.000 cá cơm nhiều không ba. Tiếp ăn có 10.000 trăm thôi. 10.000 trăm là 200g. 20.000 với 5.000. 25.000. Rồi. Giờ có 20.000 à. Thôi là chọc lên, chọc tới nửa trái nữa.
lên nhà đi hả? Không, đi ở dưới sông lên rồi thì đâu có tiền đâu mà thêm thôi, để đi thím Năm ơi. Để đi. Để đi bán hồi về lấy. Đi bán hồi về lấy. Vậy đứng ra đâu đâu. Út mua gì không Út? Cái nhóm nữa rồi, cá lòng tông, cá lòng tông, cá linh, cá bóng, cá cơm, cá đủ thứ cá. Rồi nhóm chợ đây luôn nè. Chợ chèo đây luôn. Chợ đó. Rồi ảnh thông báo coi có ai xuống. Thôi bưng lên. Lên đi. Thím Hai ăn cá gì? Thím Hai hay tép không? Nhỏ mà có vỏ nha. Dạ. Nhỏ cho cá bán tiền không đó. Nhỏ mà có vỏ đó ha. Rồi cá bóng bán nhiêu bà ba? Bóng 5.100. 5.100. Cá hồng tông 5.000. 5.000 luôn ha. Tại vì nào giờ không có bán rồi, bà ba thì bắt chuyên gia bán cá cho nên hỏi bà ba. Ta bán rẻ rồi, bán rẻ. Bà ba thôi bán đại luôn đi. Gì? Gì không? 200 gram cái gì? Cá hồng tông hả? 200 gram. 200 hốt vô. Bổ của 200. Bổ 400 đi, bổ phơi quá rẻ rồi. Có 20 ngàn à. 210 ngàn khô quéo được. 210 ngàn. Người ta hỏi với ba mẹ cái gì. Chết ra bớt. Rồi, 200 gram. Tết thì cái mày 10 ngàn phải không? Dạ. Dạ nữa 100 rồi. Trời ơi, ghê thiệt. Đi mua cá 10 ngàn, đưa giấy 100 ngàn. Đó rồi, đó rồi. Đây, có thọ cho thím Năm rồi nè. Không đi mà ơi, không queo anh. Không queo cái ông Tông hả thím Ba? Vậy là đổi có rồi đổi, trời. Đổi lỗ rồi cho đổi. Đây, 25 ngàn. Rồi, thôi 40. Có đâu hồi. Căn tới 200 đi. 200. Không, cái này là bán giùm cho nên là phải lấy tiền. Còn cái của nhà là tặng. Ôi. Nè, có tiền không cho mượn 25 ngàn là bỏ ra thôi. Được rồi, thím Hai ơi, được rồi. Nhiêu bà ba 200 gram phải không? 200 gram 10 ngàn. Bóc cục đá để vô căn cho bà ba. Cá quỷ này bỏ rồi. Rồi giác luôn. Cá cơm mày nằm mày dồn qua đây này chị. Mày đẩy vô trong cái xài đó mày bưng lên luôn. Dạ. Ba cá trắng chừa hả chị? Bán luôn, cá trắng bán luôn, bán hết luôn, không có chừa gì hết trơn á. Bán hết đi. Để gì đây ha? Để gì đi, sắp xếp thôi bà ba bưng tiếp đi bà ba. Bưng hết không? Bưng lộ. Lát nữa cho ly cà phê. Bác cho đi cà phê không? Kê tới rồi. Đã nói nhóm cái chợ ở đây rồi không có đi được đâu. Lụm tiếp luôn cái lụm là 10.000 trăm. Bán gì á? Bán gì á? Hút ngang nè. Còn lụm lụm cá nhỏ à? Nhỏ phải không? Bỏ hai cá nhỏ. Nhỏ lụm. Cá nhỏ ăn nó ngon. Nhỏ ăn không có xương. Cá nhỏ còn nó mà nó thấm thấm mà nó ngon. Cái bự ăn ngon, cái bự giống giấm ăn. Cái tép đâu? Tép có mấy 200 gram mới hết rồi. Tép bà đĩa trước rồi. Đĩa trước hai bà chia nữa kìa. Hai bà chia nó. Bà chia mà ơi. Bà chia mà bà hút chia bà chia khô mới ghê. Bà chia bà hào bà nó hút nữa. Nữa 100 gram một. Thôi giờ hút lại khía đi. Rồi đi. Bà hai ăn không? Có bò có tép nè. Chị hai mơ mấy trăm. 100 gram mà. Có chị hai này nè, chị hai tỷ nè. Bao nhiêu trăm gram nè, mua nhiêu? Bao nhiêu đó? Cái này 200 gram rồi nè. Bao nhiêu đi? Rồi, 200 gram. Còn cá cơm mình dắt sớm mua phơi. Thì bà lấy mua để lạnh để tủ lạnh mới phơi. Nắng chói chang. Sáng trời vừa nắng nó nắng đó bà ra phơi nó sáng á. Phơi là ngon. Phơi thì cái dốt khô ngon. Cái bà để nhiêu cá nhiêu giờ vậy? Dạ 200 gram 10 ngàn. Ai mua 10 ngàn cá cơm để cho tủ lạnh hằng sáng cho khuê chắc 7 giờ là yếu yếu ha. Vô kho queo. Trời ơi. Hồi sáng không mua phơi rồi nữa kìa. Phơi đi bà phơi đó nhiều đó không có sao đâu. Có 10 ngàn cá cơm nha. Có 10 ngàn cá cơm nha. Giờ tủ lạnh bà bán được 10 ngàn cá cơm. Lại bán thêm được 10 ngàn nữa. Để đây đi. 300 gram. Rồi hốt đâu đi hai. Rồi. Rồi con queo ngon. Lấy 20 ngàn quá mới được. Rồi, có bọc nào của tôi để lộn ơi. Trời ơi bọc nào cũng 200. Bọc nào cũng 200 mà. Cái bờ này nó lửa, cái này không lửa thôi nè. Rồi, cảm ơn hai luôn nha. Bọc nào nhiều bọc ít đâu. Trời đáng ngồi bảy có mua. Ủa bọc tiền đâu bà ta? Bọc tiền. Bọc tiền. Nó thò mình ở đây gần lấy tiền lên đó.
quan mạng nữa. Có comment dòm ai lấy thấy trần luôn. Rồi đi bà ba ơi. Mẹ mua cá không hả Duy? Kêu mẹ mua cá không Duy? Cá linh, cá cơm. Cá linh, cá cơm, cá bóng đây. Cá linh, ủa pha. Bốn loại cá lần đó, cá lòng tông nữa. Rau mà cũng thiếu nữa. Cơm lon ơi. Có đồ ăn rồi. Cá không thím ba ơi. Cá không ba hai ơi. Đi dài ra lộ. Cá gì vậy? Cá bóng, cá lòng tông, cá cơm, cá lên. Cá cơm được à? Cá cơm. Cá đây bà con ơi, nhớ chả chèo. Chả chèo, chả chèo. Cái cơm cái không có xài bọng. Xài bọng. Cái cơm bự. Cơm bự, cơm bự này. Dạ cái cơm bự. Cơm này hớt. Cái cơm này mắc hớt luôn. Quá bự. Cơm đi xanh ngon ngát mà bự quá. Bà nằm chơi bự chân chân. Tôi không có chịu, tôi là biết mặn, tôi là biết hết. Dạ, cá cơm 310 ngàn. Cá lòng tông. Cá này. Cá lòng tông 5 ngàn, cá bóng 5 ngàn. Còn cá linh đó. Cá này 5 gram hả? Ờ. Dạ. Cá này bán rẻ thôi. Cá này bán rẻ, hết đi. 2 ngàn đi. 2 ngàn dạ. Cảm dạ. Cảm ơn. Hốt này bốn mở hàng coi 10 ngàn. 10 ngàn. Được. Cái hết này đi, mình chua không? 100 gram cái hết này đi. Hết đó hả? Rồi chờ em chút xíu. Béo ăn, cá bóng thu eo ngon dữ à. Dạ. Nè, mua cá hồng tông thu béo nè. 200 gram cá hồng tông ha. 9200. Mua cái gì? Hồng tông, mẹ ơi, hồng tông đắt quá. Hồng tông đắt quá. 5 ngàn. Thôi 200 thôi. 200 ha. Ừ. Cá cơm bự. Ừ. Tôi cũng mua một bự quá thôi. Ủa, căn bả thì dễ hết. Ủa sao kì ạ? Quá đầy. Không, cỡ này con cắn dư nè, thấy 200 cử là giá nè. Vậy là dướng cái thào, dướng cái thào, dướng cái thào, dướng cái thào. Phải hốt lại, hốt lại, hốt lại. Sao hốt rồi sao khổ? Sao nó hốt rồi mà sao nó kỳ, gì kỳ, gì kỳ. Tính bỏ con cá đó lại hả? Chú nó gớt từ từ. Rồi, chổng đít luôn. Rồi, đây. 200 gram. Mua cái bóng thôi. Rồi, con cảm ơn bà Út luôn. Này 300 hay gì? Ừ, 300. Kìa căng 2 bọc đi. Nãy nhiêu? 200. Này 200 phải không? Ừ, đủ chưa? Hút thêm. Mà lửa tôi mới xong năm nhỏ rồi. Cầm thôi. Lửa cá nhỏ nhất hay gì? Ừ, bà lửa cá nhỏ. Cá nhỏ, bà phái ăn cá nhỏ. 200 nữa hả chị? Khó ngon mà ngặt mặn lâu. Chứ tôi mua ra 200 đâu. Đó, rồi, chẳng đích luôn. Có 17, 200. 17, 200 này, hốt 17 trước đi. Này, 200 này. Đó, cho bà chính đi. Một chín phải không? Ừ. Căn cái đó coi nhiêu? Căn cái này coi nhiêu? Cái này cũng đâu có bự gì đâu. Ừ, vừa thôi mà. Cá nhỏ nhỏ hả? Mấy em có bóng ngon quá, không ai gòn nhỏ hết rồi. 1, 2, 3, 4, nửa ký. Rồi, nửa ký 10 ngàn. 10 ngàn. Đó đây, căn này 300 gram, chia 5 đi. 300 gram. 10 ngàn đây. 10 ngàn, 10 ngàn, 30 ngàn. Dạ đủ luôn. Đấy nha. Đủ luôn. 300 ai hốt hay dữ ạ? Thím ba hốt đó. Cần rồi, cảm ơn luôn nè chị. Thím ba hốt liền, hỏi ai hốt thím ba hốt liền. Hốt nữa nó hốt cho nó ai hốt giờ. Nãy nhiêu? 200. 200. Giác này. Đủ không? Đủ thì thêm. Cá không? Chưa chưa. Dư. Mua thịt heo. Cơm bự quá. Đây nè. Chổng dữ rồi. Ba mua 200 cái lòng tông. Cơm nhiêu ký? Dạ cá cơm 310 ngàn. 310 ngàn. Bớt ngoài ạ. Nè nè thấy không nè 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 ừ đó 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 con ta gớt rồi cái căn mà đi dùng nghe chết con nhỏ này quýnh nó vừa hả dục ra ngoài dục ra ngoài lấy cái bọc ra bà sáu kìa 310 ngàn 413 ngàn vô em vô cái chảo ăn 13 ngàn nhiêu 200 gram nữa hay hai thêm ngàn bớt bà vài trăm đồng 400 gram nhiều không bà ơi? Chưa, ít con nữa. Chưa. Rồi, chổng đít luôn. Chổng đít 400 cho bà Sáu đi. Sao cá bóng không ai gớt cho người ta? Bóng bằng bàn ai cũng chơi hết hả? Từ
Cái này 600 gram luôn rồi bà Sáu ơi, 20 ngàn. Thôi thôi, mày ba 400 rồi bà. 400 hả? Dư nhiều lắm rồi, ba hết rồi. Có 1 ngàn thôi rồi. Đây. Đó. Rồi. 400 thôi con ơi. 400 thôi. Được rồi. Cái này riêng, cái này... Cái này bao nhiêu nữa? 200 nữa. Vậy ha. Rồi, này 400 luôn. Đây. Mình ba hàng đây, bảo giờ này 200 nữa. Năm ngàn thôi con, 200 yếu đi. 100 gử 5 ngàn, phải không? Ừ. 100 gử. 100 gử này khí gử. Gì 4 khí gử bà? Chứ 100 100 gram mà 100 gram, 100 gử, lận khí, 3 khí. Bán này chắc lỗ sức có mộng luôn á. 100 gử 3 khí, 3 nhiều, khí 5 ngàn. Nhiều 3 khí 5 ngàn. Nè ba khía còn trống nữa nè, thấy chưa? Rồi đủ chưa? Rồi đủ luôn. Ba khía. Rồi. Rồi con cảm ơn luôn nha bà Sáu. Còn cái nhum nhum nhum. Còn cái tí 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 tí. Cá bóng còn ý thinh nè. Ăn bóng bóng bàn. Bóng bóng bàn bàn. Ngồi xíu nữa coi có ai không? Cái này còn cũng mới. Lụm con tép nè, để đá cho lạnh cho nó tư. Nén tép để chút nó giữ cho là... Ủa đây còn mấy con cá linh nữa nè Tài. Nói ai mua nó cho đi. Cho tặng. Có mấy cá linh nữa, còn sót nha. Rồi. Bưng lên đó mẹ ơi. Bưng lên có hả? Nhiều người bưng lên hay bưng xuống? Bưng lên hay bưng xuống? Bưng lên đi. Bưng lên ha. Bưng xuống. Dồn lại đi hiếm ba. Dồn cái này qua gỗ đi. Dồn đi. Dồn qua gỗ. Cái sợi đây mày, sợi luôn. Sợi ừ, sợi nhím 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 thì mình bưng ra. Gì đi. Sao mới hết. Bưng dài lên mà bà cô chú ơi, cũng còn mớ cá bóng nãy giờ. Ê cá bóng không ai mua hết trơn. Khúc này vắng nhà. Hai em cháu lọ dài dài lên luôn. Mình ơn. Cá không? Cá không? Cá bóng, cá lòng tông, cá cơm. Ăn ba ba có bự thôi à ha. Cá sao? Cá không sao ơi? Cá bóng, cá lòng tông, cá cơm đây. Rau hay quá bà Sáu, rau mẫu hết luôn. Ta mua này rau bóng à. Mấy trăm gram này nè. Dạ 5.100 gram. Con mua không? Dạ. Con chừng ba hỏi. Dạ dạ dạ. 300 gram cho bà đây là. Mua cá bóng rồi nè. Mua cá bóng mà biết mà cái mẹ lâu chứ. Cá nào cũng ngon hết. Cá này cũng mấy trăm. Cũng vậy luôn à. Hốt lộn xộn ha. Nè trăng đi. Con trai xỉn là mua. Mà cái này chắc ba mà tái chịu luôn quá. Bà ăn cá. Cá bông, cá lòng tông queo. Rồi đâu có đâu hay á. Cá ăn cái bao 20 ngàn đi cả mua. 20 ngàn. 400. 400. Bà cá bóng cho nó đi. Ừ, cá bóng đi. Cá bóng ơi. Rồi, cá bóng ơi, cá bóng ơi. Dạ 5.100. Dạ điện nó ăn không tôi thì tôi ăn. Ừ, mua khô queo cho nó đi. Cá này nó rồi. Dạ dạ. Bỏ cái cơm hết đi Út. Hết đi Út rồi. Cơm cũng vậy ăn ha. Dạ. Vậy từ từ tao nói. Tao nói nương. Rồi, 400 gram. Gì này đẹp trai nhìn đúng rồi. Ăn nào. Ồ. Cám tông nha. Cái này nè, cho con lạc cho mơ 310.000. Hết đi bổ ơi. Hết đi bổ không? Chuyện mắc hết không? Hết biết bà muốn hết. Hết bà hết thì. 300 cho bà đi. 300. Ăn cái nào đi? Cái kia đi. Cái gì? Cá bóng ha. Cá bóng mà có lục tông rồi. Rồi. Rồi 300 đủ luôn. À, hay quá bổ rồi. Rồi cảm ơn. Kho lạc cái ống ơi mình đi. Khoan khoan hớp. Để nước. Mày nói với cha mày á. Dạ. Nói cưa hai cây đó thì cưa xuống sớm đi để thằng Quảng nó bắt gà cái này đi cưa rớt xuống nó nhảy gà nó nhảy. Dạ. Dạ dạ dạ. Nói dạ. Với hai gửi ông chứ ông có mặn đâu. Hai gửi nó mặn. Có nhiều rồi bà Năm. Thêm đi. Thêm đi. Thêm đi. Cái này à. Thêm mấy cái nữ miền Tây. Thùng nữ miền Tây giả đồng quê.
Nhân giả đồng quê. Ai tôi cũng kêu thôn nữ. Nhân giả đồng quê là có bé gì bé bé gì. Rồi cái này là 200 nè Năm ơi. Đủ không? Được không? Được rồi. 210.000. Dạ. Như đây phải không? Nhiêu? 10.000. Mười này 10.000 đó đủ rồi nữa. Dạ. Thôi là chốt. Đây, gọi lại bổ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn bổ luôn nha. Chở bà. Chở bà ba. Chở ai? Mẹ con với cha đưa đi rồi đó. Dạ. Bữa nay đổi cha chứ mẹ. Đổi ra mẹ con rồi đó, đổi tay vậy bà Tư đi bà mới đổi con. Dạ. Bà ba. Đổi cho cơm nè cháu. Hả? Bà hả? Trời ơi, bà mới về á, bà mới về gần đây nữa rồi. Vậy là bà ra một tháng này bà ba làm vậy này. Dạ. Yếu rồi. Ừ. À, con đi luôn Năm ơi, đi luôn Út ơi. À, cái này vừa kho lạc cho Út. Dạ. Nhà mới tao đi lễ 18 tháng. Mới về chưa? Hỏi sao chưa hả vậy đó. Ba là ba với ba nào? Ba đầu dài nhất rồi bà. Cái 300 gram. Dạ. Con này mới cá bóng nữa. Mới bóng hơn. Bữa nay ế cá bóng. Nay về kho ăn kho queo cá bóng lòi luôn rồi bà ba. Bóng bóng bằng bàn. Cá bóng không hai ơi, cậu mới cá bóng nè. Dạ. Ăn ới mà kiếm ngực. Ăn ới mà cứ lại đổi cá ba sa. Đổi đổi tôm với mực đi mày. Đổi tôm với mực đi ăn cho sang. Dạ. Dạ cá bóng trắng, bóng đen nữa. Hai thứ luôn. Cá cơm đó nè, còn cá cơm đó nè đúng không? Bóng trắng này lựa bóng trắng. Có trắng là tăng chín 200 gram. 200 gram. Dạ. Cái cơm con bự không? Cái cơm nó bự rồi. Dạ 5.100. Mà tăng 300 gram đi. Dạ. Còn phía đây vậy đủ. Dạ. Để lửa hơi. Ừ, nhóc trên nè. Nè, con bự bự ra. Lửa ra nhóc hết trơn á. Nửa ký không đủ cho 300 gram. Ừ. Dư, nói cho kho nhiều nó mới ngon. Dạ, kho tiêu này kho ít ít. 200 gram là kho ăn được. Nhà em mua 300 gram cho nó làm còn 150 rồi bà. Trừ hao. Phải mình làm ở đâu. Mấy đứa nhỏ nó mấy làm. Mấy nhỏ nhỏ làm. Bỏ. Mấy nhỏ nhỏ chứ kho ngon. Phải cái nhỏ nhỏ. Mặn lâu. Ăn nguyên xương, mặn nó lâu. Ngon cái bự. Bự xương nó nọ không có lãi đâu còn còn em nói bà nó cắt cái đầu hết mẹ nửa con cá rồi. Thì mà bỏ đầu đi ăn. Thì bởi vậy mới mua trừ hao đó. Ừ. Ăn 150 đủ với mua 300 lận. Rồi ăn đủ chưa? Cá này kéo lưới hả gì? Dạ lạc vớ. Ta sẽ lạc vớ có cá cơm hay gì? Dạ cá cơm ngoài sông mà Mỹ Hội á. Nó có cá cơm sao nó cá bự không ta? Lậu cái này bự rồi. Đủ chưa? Cơ thêm cho giác đi ba, coi lụm mấy con này luôn nè. Về, rồi đó, nó giác luôn đó. Rồi hết mấy con cá bóng trắng đi. Cá nè. Đúng không? Cho mày con cá nè. Nó uống bông chè thiệt ha. Hay ha, ba bóng trắng 300 gram đủ miếng luôn ha. Út bông chè. Nó được 300 gram 15 ngàn. Dạ. Thôi rồi bà. Yên tâm. Rồi. Cảm ơn luôn nha em. Phải cho con cá. Mua ơi, bà Năm đâu ta? Ơi, Năm ơi, cá phải Năm ơi, cá ơi, cá ơi. Chắc này ngầm ngủ khọ rồi. Ngủ khầy khầy về cả. Còn cái nhỏ. Tại em mua cá này mà tại em. Hết hồn kêu mua cá mà hết hồn. Cá không chị Tiền? Còn mới cá bóng với cá cơm nè. Vậy hả? Cá bóng cá cơm. À. Còn mới cá bóng với cá cơm. Cá cơm. Cá cơm. Trời cái này. Này gì kho tiêu. Mua cho bà đi bao khoái. Hết đi. Bán rẻ cho.
nhiêu cân? Ba hết đi ha. Này nhiêu hả? À, bán này sau này lại bán cho 310.000 thôi, đi về luôn. 310.000 là sao? 310.000 đó là phải nói cho rõ là được. Nửa cân 10.000. 6 kg. Rồi cho nửa cân thằng nặng là bỏ nhiêu bà ơi. Nhiều hả? Nó hốt 300 gram đó không? Còn nhiều lắm mà ơi, rồi như thôi. Nắm đi. Nhưng mà rồi, tại nhà còn cá. Đâu có bánh mì trong đây nữa tại. Trong bọc. 300 gram đi. 10.000 ba. 10.000 dễ tính tiền. Dễ tính tiền. Còn nhiêu đem về mình ăn mẹ luôn đi. Thì bỏ gì? 300 gram 10.000. Đó ba. Nè thấy chưa? Nhẹ hiều à, hốt hoài. Hết luôn đi. Mẹ, ừ. Tưởng mắc. Tưởng nó mắc dữ. 300 gram 10.000 còn hỏi như hoài à. Vợ tôi lặt rồi tôi khô tiêu ăn luôn. Ừ, ừ. Trà đó. Để tôi gói trà. Để tính ra mua, tính chút vậy mua. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Để chút về là không rồi, còn nha. Rồi, 10.000 cái cơm luôn. Tôi đi nhau phải để nhận hồ chứ không. Dạ. Tụi nó chút về ta. Tôi phê. Chắc, phê của ai? Ai mua? 10.000 cái bà đó, bà mua phải không? Mà hỏi của ai nữa. Dặn ta hốt giùm ta hốt mà còn hỏi của ai nữa. Ừ, còn có nhiêu đó bà. Rồi, nửa ký. Nửa ký bà ba. Nửa ký đúng luôn. Nửa ký thì... Rồi, 300 gram 300 gram 10.000 kia 200 gram 36.000 đây là 16.000. 16.000 thôi đây 34.000. Đếm tiền tại chỗ luôn đi bà ba. Thường luôn đó. Đếm coi được nhiêu. Nè, thôi 34. Dốc cô cũng thật sạch thao rồi, tưởng đâu có đếm là được nhiều quá. Đếm là được quá trăm. Nãy giờ. Trời, nó chết dễ mặn quá, nó nhảy nhảy khó mặn lắm. Rồi đếm là được nhiêu rồi, cái này sắp rồi. Ừ. Cái này còn nữa nè. Trăm. Còn 2 tấm nữa nè. Rồi, nhiều nhiều. Còn 2 tấm nữa nè, đếm đi. 100, 150, 1, 2, 3, 4, 5, 200. 10.000 nữa nè. 10.000, 203. Cái này 10.000 nữa nè. 204. Rồi. Ô, bán được 250 hả? Mày biết mày nói đây 10.000 đó là nhiêu? Này là 204 à, dưới mấy ngàn lẻ nè. Ừ, vậy hả? Là không được 5.000. 245.000. Ô. Nay bán được 245.000 dữ hai ơi. Đó. Rồi. Thì hai thím cháu cũng xin kết thúc video tại đây nha. À, cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng quan tâm và theo dõi video của Việt. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video kỳ sau. Bye bye. Bye.